tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món đồ trang trí thủ công treo tường bằng những tờ giấy màu đỏ này nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn thủ công của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món đồ thủ công với một tờ giấy màu hường này. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy hình chữ nhật có chiều rộng là 9 cm, chiều dài là 23 cm. Sau đó các bạn gấp đôi lại cho mình nhé. Chúng ta sẽ tạo thành những nếp gấp trước, gấp đôi và gấp 4. Sau đó lại gấp tiếp. Các bạn lưu ý nhé, rẻ quạt của mình, nếp gấp càng nhỏ thì càng đẹp, các bạn phải miết thật chặt. Sau đó chúng ta dở tờ giấy ra. Ở đây chúng ta đã có những cái nếp gấp có sẵn. Sau đó các bạn sẽ gấp theo hình nếp gấp đó. Các bạn cứ gấp lần lượt. Các bạn lưu ý phần này chúng ta phải miết thật chặt các nếp gấp để sao cho các nếp gấp được đều nhau nhất có thể nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta đã được một hình rẻ quạt như thế này. Sau đó các bạn gấp đôi lại. Đó. Để tạo thành một nếp gấp ở chính giữa. Làm tương tự với bên ngược lại. Đó. Bây giờ chúng ta đã có một nếp gấp hình rẻ quạt như thế này. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng súng bắn keo để cố định hai đầu lại. Này, dán chắc hai mép lại vào với nhau. Tương tự các bạn làm với bên ngược lại nhé. Đó. Thế là chúng ta đã có được một hình rẻ quạt rồi. Để cố định phần giữa thì chúng ta nên thêm một ít keo nữa ở đây. Đó. Ấn nó lại. Vậy là các bạn đã có một hình rẻ quạt nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bông hoa để chúng ta gắn vào vị trí ở giữa này. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình hai tờ giấy hình vuông như thế này, có cạnh là 4 cm. Đó. Sau đó các bạn lấy hai mép cân của cái hình vuông này gập lên với nhau. Đó. Lấy hai cạnh bên lại còn lại gấp lên đỉnh của nó như thế này. Chưa ạ? Có à? Có rồi. Quay ngược lại, làm tương tự với bên ngược lại. Đó. Chúng ta đã có một hình vuông nhỏ hơn như thế này. Các bạn gấp đôi tiếp vào. Đó. Vậy là chúng ta đã có một hình tam giác. Sau đó các bạn có thể dùng bút vẽ hình cánh hoa lên. Đây mình cầm một bông hoa bốn cái. Đó. Các bạn cắt tròn tròn. Này. Sau đó các bạn lấy kéo cắt theo đường chúng ta đã vẽ sẵn. Này, mở ra. Đó.
Đấy. kéo này, đầu kia xuống xuống dưới. Vậy là chúng ta đã có một bông hoa bốn cánh. Sau đó các bạn làm các bước tương tự với tờ giấy còn lại. Chúng ta cũng gập đôi vào. Đây. Lật ngược lại. Gập với bên cạnh còn lại. Sau đó gập đôi. Đó. Và chúng ta lại cắt. Ở bước này đối với những cái bạn nào mà đã cắt quen tay hình cánh hoa thì chúng ta có thể bỏ qua bức vẽ luôn nhé. Sau đó chúng ta lại lấy kéo cắt. Rồi, lại mở ra. Vậy là chúng ta lại có thêm một hình cánh hoa nữa. Ồ. Để cho cánh hoa của mình được đẹp hơn thì các bạn nên chỉnh sửa lại một chút nhé. Đó, mở ra và chúng ta đã có hai bông hoa bốn cánh như thế này. Việc tiếp theo của chúng ta đó chính là cố định hai cánh hoa lại, lại. Cho một ít keo vào giữa. Các bạn gắn hai cái bông hoa này lại sao cho cánh hoa so le nhau. Để chúng ta có một bông hoa có độ dày cánh như thế này. Tiếp theo ở phần nhụy cho cánh hoa, các bạn chuẩn bị cho mình một hạt xốp. Ở đây mình chọn hạt xốp màu vàng để làm nhụy cho bông hoa. Cũng cho một ít keo vào chính giữa để cố định hạt xốp lại. Đó. Vậy là bông hoa bốn cánh của mình đã hoàn thành. Sau đó các bạn quay lại với hình rẻ quạt mình đã gập từ đầu. Cho một ít keo vào chính giữa. Sau đó gắn bông hoa mình vừa làm lên. Đây. Ở phần này chúng ta cần bốn cánh hoa như thế này. Đây. Mình đã chuẩn bị thêm bốn cái nữa, chúng ta cần 5 cái. Đây, các bạn đã nhìn rõ chưa ạ? Đó. Rồi chúng ta để vào đây. Tiếp theo mình sẽ làm khung cho cái phần sản phẩm ngày hôm nay. Với phần khung này chúng ta cần là 10 ống hút. Đó, sau đó chúng ta sẽ cố định vào. Đầu tiên chúng ta sẽ làm một chiếc khung hình vuông. Các bạn cứ gắn lần lượt thanh của chiếc khung này vào. Đấy. Chúng ta đã có một chiếc khung hình vuông như thế này. Việc tiếp theo chúng ta sẽ gắn các nan còn lại của chiếc khung hình vuông này. Này. Các bạn gắn lần lượt từng nan nhé. Sau đó các bạn lật ngược lại. Gắn lần lượt cố định các thanh ngang còn lại. Ở đây mình sẽ bôi keo 3 điểm để cố định thanh của mình chắc chắn hơn.
Vậy là chúng ta đã có một chiếc khung như thế này. Bạn để sang bên này. Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp những chiếc lá. Ở đây chúng ta cần những mảnh giấy hình chữ nhật. Đây. Có chiều dài là 4 cm rưỡi. Có chiều rộng là 4 cm rưỡi và chiều dài là 7 cm rưỡi. Sau khi đã có một hình chữ nhật như thế này, các bạn gấp đôi lại cho mình nhé. Đó. Đây, chúng ta đã có một tờ giấy gấp đôi như thế này. Sau đó, các bạn cẩn thận khéo léo lấy mép chéo của một cạnh gấp lên như thế này. Đó. Lật ngược lại. Gấp tiếp. Ở đây chúng ta sẽ gấp hình rẻ quạt giống như những cái này. Nhưng chỉ khác là chúng ta gấp chéo thôi. Không phải gấp thẳng như lúc nãy. Đó. Các bạn miết thật chặt nhé. Đó, làm lần lượt các bước. Gấp khi nào hết tờ giấy. Các bạn miết thật chặt nhé. Mình đã có một hình như thế này. Sau đó các bạn lấy bút chì vẽ lên đây một hình chiếc lá. Ở đây lá của mình là lá dài. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy kéo cắt theo cái hình chúng ta vừa vẽ. Rồi. Mở ra. Vậy là chúng ta đã có một chiếc lá. Các bạn làm tương tự với những tờ giấy còn lại. Ở đây chúng ta cần 4 chiếc lá. Đây. Đây là những chiếc lá mình đã chuẩn bị. Việc tiếp theo chúng ta ghép những cái này vào. Đây. Quay trở lại với phần khung. Đầu tiên chúng ta lấy một ít keo cố định ở giữa, gắn bông, gắn một bông vào chính giữa, được chưa ạ? Để chắc chắn hơn, chúng ta có thể dùng keo cố định để gắn những cái phần mép của nó lại. Này. Chúng ta đã có một bông hoa ở chính giữa. Sau đó các bạn làm cố định những cái bông hoa còn lại ở 4 cạnh. Để cố định chắc chắn được cánh hoa hơn thì chúng ta cũng nên gắn những cái mép nó vào thanh khung. Chúng ta cứ làm lần lượt. Đó. Vậy là mình đã có một chiếc khung với 5 bông hoa gắn ở bên trên. Sản phẩm của chúng ta sắp hoàn thành rồi. Việc tiếp theo của các bạn đó chính là gắn những chiếc lá. Đây. Đấy.
những chiếc lá mình sẽ gắn vào. Các bạn lưu ý phần này mình phải giấu được gân của chiếc vào bông hoa. Đó, như thế này. Các bạn thấy sản phẩm của mình đẹp không ạ? Vậy là mình đã hoàn thiện xong cái sản phẩm của mình. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp hãy để lại cho mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video là tiếp theo.